chúng ta sẽ tiến hành nhập cái mô hình dump truck xe chở đất tự đổ, excavator crawlers là máy đào bánh xích. Thái hôm, Urban Joint File có tên là Dump Truck NWC và Excavator Crawler mà trung tâm đã chuẩn bị sẵn cho các bạn. Tuy nhiên, khi chúng ta đưa mô hình này vào, các bạn để thấy này, chả thấy cái mô hình đâu cả đúng không ạ? Vậy thì phải tìm nó thế nào bây giờ? Các bạn chọn vào Dump Truck, Zoom Selected, bé tí, chúng ta bị gặp vấn đề sai tỷ lệ ở đây rồi. Xử lý nó bằng cách nào? Nhấp chuột phải này, chọn Unit and Transform, đơn vị và vị trí. Ở đây, Model Unit đang để là cm, các bạn đổi về mét cho tôi ạ. Ok, như vậy xe chở đất tự đổ này chúng ta đã đưa về đúng với kích thước thật của nó rồi. Tương tự như vậy tôi sẽ chọn là Excavator Crawler, máy đào bánh xích, chuột phải, chọn Units and Transform, Units các bạn đổi về hệ mét cho tôi ạ, Meters, đơn vị là mét. Và lưu ý này, hệ tọa độ 000 trùng với cao độ của bề mặt địa hình luôn, mà chúng ta bỏ qua không chỉnh cái này. Ok, các bạn lên mặt thiên đỉnh, sau đó hai đối tượng này, công cụ Item Tools, Move, di chuyển nó về phía góc bên này cho tôi ạ. Chọn Excavator Crawler, di chuyển nó lệch ra một chút. Chọn lại Dump Truck, xoay đầu xe ra ngoài. Các bạn chọn này, và Item Tools Rotate, xoay 180 độ. Transform, các bạn nhập giá trị đây là xoay trục Z 180 độ rồi. Bỏ Rotate đi, Escape, Zoom Window. Vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cái thủ thuật. Nếu mà chúng ta nhập một file mô hình từ SketchUp hoặc các cái nguồn khác vào Navisworks, tọa độ và đơn vị không đúng thì sẽ xử lý như nào? Cách làm rất đơn giản thôi. Chọn đối tượng, chuột phải, Unit Transform, và sau đó các bạn hãy quan sát về Model Unit, đổi về hệ mét cho tôi. Chúng ta sẽ khắc phục được các cái vấn đề còn lại. Bài thực hành trước, tôi đã hướng dẫn các bạn khắc phục cái vấn đề là cái vật liệu, các cái thiết bị, xe máy đưa vào trong mô hình. Chúng ta hãy bỏ qua, sử dụng Override Color để xử lý việc đó. Còn trong bài thực hành này, sử dụng Unit and Transform để chỉnh lại đơn vị đo lường và tỷ lệ của phương tiện thiết bị sao cho đúng tỷ lệ 1:1 khi chúng ta thực thi trong mô hình Navisworks.